là gì ta ơi, mỗi sớm mai ta đứng trước gương, chạm được tới đỉnh cao rồi cô độc, được và mất lòng cũng thật trong dáng. Ta cần và cần thật nhiều hơn nữa, anh mơ đai trong veo sớm mai, chẳng còn những lần hơi thở gấp và được ôm mọi niềm khao khát trong tay. Bây giờ là 11 giờ ngày 26 tháng 1. Và đang chuẩn bị qua nhà Duy Duy nè. Đó, đây là Yến Linh với Hồng Hạnh đang đổ xăng. Tới rồi nha, đây là chung cư của Duy Duy nè. Giờ đang đợi chủ nhà xuống mở cửa. Hello. 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 Đúng rồi. Lại đang bấm mật khẩu. Ủa, hôm nay chồng mình có đâu kìa. Hôm nay chồng mình có đặt kìa bác. Ô, vậy đẹp. Sao vậy? Sao chồng lắm vậy? Hello Đức. Bạn ơi, đây là Dì Kiều mới vậy anh. Dì Kiều hơi mệt. Dì Kiều hơi mệt. Thôi, để ngày mai nói lại với Dì Kiều nha. Thế cái này piano cả. Nó giờ là ai để chờ đợi ai nè. Nó mày đặt nồi chờ rồi đó. Tôi nhanh luôn, tôi xỏ cái này xong rồi. Ủa, nắm lại thôi. Vô trước đi. Quen quá, cảnh này quen quá. Ai đổ xăng vậy? Vợ mà. Em sao nè? Bà đi dùng buổi sáng. Dây một. Let's go. Nãy số video á, để tôi nói á, thì không chịu nhận đâu. Giờ thì, cái đấy ra quay xuống lại. Thế là Hạnh ơi. Hạnh. Dạ. Cô chủ nè. Cô
cái mặt thấy ghê quá mọi người ơi. Hạnh đâu rồi? Nào nói thật lòng nào đưa. Gì nãy giờ đợi có mệt không? Hả? Gì 700 chứ? Minh Đức 500 được không? Có vô trời nè. Này là nhìn mặt thấy không mệt rồi, thổi mệt không thổi. Mệt mệt. Cừ nãy giờ mệt. Chị Hào có mệt không? Nghe nó thiệt nó giống. Muốn nghe nó thiệt á. Mệt. Mắt thật. Ừ, gửi đồ lại được không? Được. Sao sao? Gửi rồi nãy giờ gửi không gửi mà. Tôi sẽ nhìn tóc đỏ nha. Bước đi trong cửa rồi đó, chị ơi, chị em gửi đồ của chồng. Cái phở gọc bà này, cứu chị xe mà diễn. Uống gì nó kêu, uống gì nó kêu. Cái này chưa kêu. Tao chưa kêu. Tao nghi rồi, còn thiếu ai vậy? Bây giờ sửa cho ta đi. Cái mục dâu hủ. Sao hết chưa? Sao hết chưa? Mình sao hết chưa? Sao hết chưa? Tao chờ mấy thằng này em cũng chạy chưa? Đây, quá trời Tết rồi. Hello. Hello. Diễn diễn nào, diễn nào. Đây, đây là viên nước. Nắng đẹp quá. Nắng quá trời nắng luôn mọi người. Nắng quá trời nắng rồi. Nãy không thấy nóng mà giờ mới thấy nóng. Sáng thì lạnh dữ luôn. Ừ. Hút quẹo không lên vậy? Giờ uống. Hút quẹo không lên. Đây là con suối nè. Ê, nước ngon luôn á. Bị bỏ rồi, giờ không biết đường đi xuống. Chị mua con đang về á. Chị này xin lắm. Sao đủ lắm vậy?
coi mà sao đổ gấp vậy. Ngon không? Tàu hủ với tàu hủ nhồi thịt tươi. Tàu hủ nhồi thịt luôn. Ăn phần tàu hủ tôi ăn phần. Ừ là được rồi. Mình không ăn thịt đâu mà. Trứng gà. Đúng, trứng gà hợp lý. Nên lấy nướng hả? Đúng, thơm ngon. Ấm gì vậy? Ý nghĩa ơi, ý nghĩa của loài hoa biển ngàn. Biển ngàn bạc. Uống hoài là mạc. Rồi tiếp lại. Nói câu rồi, không muốn gì nữa vậy. Cái này là gì, biển ngàn bạc hả? Em thấy sao trong buổi chiều lạc lõng. Đôi phải gầy dép cả một phần. Là gầy dữ chưa? Gầy sơ xác. À, đây là cái cà biêu, lộn cái biêu. Bạn này có mua chân bò. Được tặng nè mọi người. Về tới hôm rồi nè. Về tới đầu này em là xe đậu. Hey, đâu nói vài câu tiếng Đài Loan coi. Nè. Là hê dữ chưa, chào coi. Hello, đây nè, hello. Nói là xin chào mọi người đã đến với vlog của Nhã Linh. Thôi nè. Mắc cỡ hoài. Gì kiều mà kỳ vậy. Đó, đây là cái thân tay của tụi tôi. hai bạn kia xà lơ đó. Đó bây giờ tôi dẫn mọi người vô coi thân tay nha. Đang quay đẹp mà. Chào mừng các bạn đã đến với vlog của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về căn phòng của mình nhé. Rồi, gọi review luôn. Rồi, có bao nhiêu phòng nha. Đây là cái phòng căn phòng đầu tiên với một cái đầu tiên style sẽ là nội quy của căn phòng. Dạ. Để mình thử mở đèn cho mấy bạn nhé. Đây là hệ thống đèn của căn phòng. Rồi, rất tốt nha. Rồi, còn đây là một cái view hướng ngay một cái hồ khá là đẹp. Cái sông. Cái hồ. Vậy hả? Đây là một cái hồ khá là thú vị. Mở cửa ra thì chúng ta sẽ đón cái thôi đừng mở. À, tiếp đi. À, này cũng không có gì và mấy thứ này. Về phần tủ đồ á thì phần đã sắp xếp cho mình từ chăn ga á để tụi mình làm cái máy móc. Từ thở cái. Rồi. Bước qua căn phòng thứ hai. Đây là một căn phòng có một cái view mà mình rất là tâm đắc luôn, quà giấy. Một cái quà giấy bao tiêu que rất là mình rất là tâm đắc. Quà giấy bao tiêu que. Rồi, review trong đây có cái gì nào? Một bức tranh có trái tim tình yêu của một cặp đôi. Nó tượng trưng cho một sự mãnh liệt và nảy lửa cho căn phòng của cặp đôi. Giống như một gia đình mà hai vợ chồng ngủ tay. Không. Đây là phát wifi của homestay nhé các bạn. Rồi. Đó là 2, 3, 4, 5, 6 và 4, 5, 6. Rồi, rất là cầu kề. Đây là cái gì? Cái bếp. Về phần bếp là... đầy đủ hết luôn. Và hãy không biết là mình có thể làm bị chay luôn. Ok. Rồi. Đó, bếp gì cũng có nha. Có nước nè, nước rất là mạnh nha mấy bạn. Có thể rửa tay. Tủ lạnh. Tủ lạnh xịn luôn, xịn hơn tủ lạnh nhà tôi nữa. Ủa, có nước ngọt sẵn luôn. Ây da, mình phải nói là quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Uống thì mệt, uống tốn tiền nha. Ủa thiệt hả? Không biết nữa à. Thôi để nó đi, từ từ. Ngăn đá thì không có gì hết. Bước qua đây là... bàn ủi. Rất là... cái này là một cái mình rất là tâm đắc nha, mình có thể ủi ở đầu cho những chuyến đi chơi mà nó không có bị nhăn. Đó, rồi máy sấy tóc nữa để đầu không bị thúi, bị dơ. Mình chắc chém là nên là ủi bằng hơi nước thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ không có bị hư. Sau này sẽ update. Có cái gì đây? Cái này là máy sấy. Kim luôn mới giặt.
Mình cũng chưa thử công dụng nữa. Wow. Vô một cái toilet. Ok, mình không có gì để nói, mình rất là wow với cái toilet này, từ sạch sẽ đến thông mát. Có một mùi thơm. Mình cũng không có diễn tả nữa. Ở đây trong đây là cái gì vậy? Đây là cái toilet thứ hai. Wow. Rồi máy nóng vậy. Máy nóng lạnh luôn. Đây là lava luôn. Cái lavabo thưa quý vị. Đây không có gì hết. Cái view nhà bếp này. Ôi, ở đây tuyệt vời lắm mọi người ơi. Nó mình tụi mình có thể ngồi ở đây nè, tại sao tháo ghế ha, mình tám người lần. Ok thấy. Cái ban công. Đâu cái ban công đâu? Cái ban công. Đây. Đây, bạn thấy ta bước chân về ba con thu đứa đứng một mình rất là cô đơn, nhưng mà thật ra nó không cô đơn một xíu nào. Chứ nó sao? Chứ nó sao? Nếu mà bạn nhìn một bức tranh thì nó là cô đơn, nếu mà nhìn tổng thể ba bức tranh ghép lại thì đây là một ba con hu. Ba con hu cô đơn gặp nhau. Không, ba con hu canh giữ ba dục khác nhau. Ngu này cây này, ngu này quá cây vàng. Và hu này quá cây màu hồng. Ồ, ơi hay quá ha. Đó, nó là canh giữ một ba dục khác nhau, nó đại diện cho trí tuệ, sức mạnh và vẻ đẹp. Hay quá. Này có cái gương nè. Tăng 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 tăng. Tiếp thôi. Đây là cái ban công ở ngoài nha. Wow, so wonderful, so beautiful. Ừ, mình vừa mới tổ chức tiệc tất niên hả, hôm 1/1 Tết xong nha. Xàm ghê. Cũng chưa có dọn xong được cái phần thơm này á. Nên là các bạn thông cảm, về đây là mặt cái mặt hồ khá là yên ngã. Ao trong lạnh lẽo, nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tiểu theo. Tào lao rồi đó. Trời ơi, ra đây nhạc nữa nè. Ấm nhẹ. Cứu tao đi. Nhọc quá. Cứu. Dậy. Hello. Cái đầu mừng là bây giờ tụi tôi nãy giờ tụi tôi làm mới vô hết mấy lúc kia, trong khi nó đánh bạc. Có được không? Tôi đang có được không? Bỏ phiên trong. Tôi đang phiên trong khỏe nha. Đang hạnh, đang cuốn nha, thấy không? Đảm đang lắm, của Út đang cuốn nha, thịt nó miếng trong. Trời ơi, cái biệt danh của Út ai cũng biết rồi bà. Của Út với cái của Út, tưởng của Út thiệt không hết. Của Út ruột. Đó, còn tôi bên đây thì tôi đang phiên trong khủng nha. Clip á, diễn đi. Ôi má ơi, xuống đi, ghê quá vậy. Snack của tôi về rồi nè. Cái gì vậy? Asiba. Đây. Cái góc này đi xuống thì là vô không xảy ở đây nè. Đang ăn homemade coffee. Nó mà ở đây cứng lúc đầu á, bút á thì tụi tôi tưởng là nó sẽ giống như dưới quê, nhưng mà tới đây rồi nó đẹp dã man á, nhìn nó rất là thơ yên bình lắm luôn á. Có rất là nhiều nhà luôn, thì đây cũng không xây có. Hạnh ơi, không phải xa đâu, không thấy đâu nó, cái bọc tụi tôi ở này hay tụi nó không. Ủa đi mua gì nữa vậy? Vậy thôi khỏi đi, mất công đi đi. Đi mua đi. Ê gớt cái nữa, đem vô nhà hả? Đâu, nói gì nữa đi, tương tác với camera nào. Tương tác đi. Giới thiệu về cái khung cảnh thơ mộng này đi. Ủa? Đi cũng lai, sao chúng ta mà nhắc cậu. Dạ, không có gì. Đây, để tôi ghi lại khoảnh khắc đảm đang này của bạn. Đó. Đó, thấy chưa kìa chưa, thấy ra, thấy ra. Quá trời đảm đang đi á. Sao mà bê tính ngươi mỗi em. Đâu lại rồi. Làm sao nhé? Phải mà nở con màu. Đây. Nãy làm biến giờ làm xiên nè. Làm biến giờ làm biến. Mấy cái tụi lát nổi đâu nhậu? Nó khét hổm á. Ở bên ngoài nó khét mà ở trong nó sẵn vậy. Nãy đây có khứa thì gọi có mấy anh ơi. Anh nha, anh biên đó nha. Anh gì vậy? Ừ, đồng. Đồng đéo.
nè, để không? Để để anh yêu quá này. Để gì ta, tao đâu vậy? Để anh uống một. Nói cái liền gì vậy? Chạy nhẹ xuống. Chạy nhẹ xuống. Để tao. Để tao. Anh này để tao. Để em hỏi tao, để tao. Để tao uống. Tám. Chết tôi. Để tao uống. Để tao uống ta. Để em gửi xa. Rồi, nào bắt đầu uống từ mới luôn nha. Mắt tiêu. Tiêu tàn. Tiêu tàn đi. Tiêu tàn. Tiêu tàn. Tiêu tàn. Tiêu tàn. Là tiêu tàn mới đúng. Tiêu tàn đúng mà. Tiêu tàn. Ok, tàn tàn á. Quản lý chủ nghiệp luôn. Đó, 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 đó,
có anh em lên có đồng mình chơi chốt đơn cái là bữa sau lên biết mí nha đó khoan nè cô quay lại sẵn hết rồi đó là bằng chứng đó giờ có gần như thế mười mốt đạn năm cái cách tháng là đỡ anh tháng là giữ nhà phụ đó giữ em luôn giữ em luôn cho tao tao mượn tao quay cái thả lẹ lên hết dung lượng rồi lên lịch nè thấy không thấy lịch không bữa nay thở đau rồi à. Chỗ nè ủa như gần tết nhân khỏi hả báo thắng chứ ra là năm mừng sự mình nhân viên là người kia cần nói có ba ngày cứ không các bạn ơi, các bạn. Mong sau này tụi mình cũng vậy nha. Hứa nha. À. Thôi ngủ ngủ không nói đi. Bây giờ là một hai lần lắc. Hai nói chung bây giờ nhìn Luca nè. Rồi hai. Chúng tôi, đây là chúng tôi. Để bữa thì chưa ai say hết trơn á. Không thể say. Tôi thức từ 4 giờ sáng tới giờ. Bây giờ chúng không mà thì bà ngủ mà. Gì hả? Tại sao? Mà tại mày mê man á. Ờ đóng cửa là sao ra ta trời bình minh nè. Oh my god. Hả? Vãi cái trường đẹp vãi. Trời cái bình minh nè mọi người ơi, nó đẹp. Trời nó đẹp dã man luôn. Không phải tưởng tượng được. Coi bà nội tôi nè. Hello. Hello. Ê nhớ nhắc ta. Hello. Nhớ ta đánh giá hôm đó trên Google. Lên mẹ chưa 8 đứa đánh giá rồi. Ừ. Nó chết điên rồi đánh giá. Thôi chết điên. Hả? Đánh giá rồi. Không, tao làm hết.
đứt cho nó, mà giờ nó dơ dãi vậy. Ủa sao mọi người ăn vậy? Gì được gọi giống như cái muỗng vậy á. Cái bánh kìa. Cái đồ dớ của điện thoại thiệt đó chứ. Chấp niệm đồ dớ điện thoại thiệt quá, tao năn nỉ đó điện thoại cỡ đồ dớ giùm tao. Giờ nằm đây nè. Ô bay đánh bay nhớ bài không? Bay kiểu người ta đánh rồi bay nhớ là thằng gì nó nhớ heo già ấp với già thôi. Nó đậm đúng không? Thôi ra đứng thay gì nhớ đậm nhớ một chút có gì nhớ đậm phải làm gì ấp? Kiểu thầy bởi vì có gì nhưng ta nhớ ấp với một chút rồi. Ý con muốn nói cái gì không ấp giữ lại đó. Kiểu ông già mình nhớ già không hả? Để cháu già. Tôi không biết gì cho tôi không nhớ gì chứ. Không có. Quá đẹp đi. Mọi người đang đánh bài, nãy giờ tôi cũng đánh bài, mọi người đánh xong rồi, giờ đang đi dạo chơi. Đi dạo trước khi đi về. Chuẩn bị đi về Sài Gòn đây. Quay à, quay sắp rời xa hả? Sắp rời xa nơi này. Bye bye. Ha. Chụp đăng lên check in cho cô á. Anh em đây chụp nhớ lên cái cổng của cô đi. Để đánh giá cho cô một tấm. Kệ ở dưới rồi. Coi cho con lên xe con chạy xíu. Thôi quên đánh giá đi đây. Phải đánh giá trước khi rời khỏi hôm. Người ta mới giảm giá cho mình. Ai lên đánh giá hết 8 đứa thì tại thấy ở đây tuyệt vời. Chỗ nào vậy? Ê, giữ lên nha. Lên Google á. En hôm tay 10. Ủa ra đủ hết chưa? Đó hả? Vậy thôi tắt ngay. Về Sài Gòn đây. Còn mấy đứa thật là người miền Tây chúng ta là những người giả dạng.